Thưa quý vị, cách đây 62 năm, ngày 10 tháng 8 năm 1961, Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Trong 10 năm tiếp theo, quân đội Mỹ đã phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam dioxin, xuống gần 1/4 diện tích của miền Nam Việt Nam. Chất độc này gây nên thảm họa khốc liệt mà hiện nay hậu quả của nó vẫn còn tiếp diễn cho khoảng 5 triệu người nhiễm chất độc. Trong đó có những người ở thế hệ thứ 3, thứ 4, không có khả năng lao động, thậm chí là không có khả năng làm chủ hành động bản thân. Từ năm 2004, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định lấy ngày 10 tháng 8 hàng năm là ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, nhằm nhắc nhở mọi người về một thảm họa đối với môi trường và sức khỏe con người, đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 4.000 người là nạn nhân da cam, trong đó có 1.200 người tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc, 600 người là thế hệ thứ hai bị phơi nhiễm và trên 2.000 người là dân thường. Đa số nạn nhân chất độc da cam có gia cảnh khó khăn, thế nên với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau, đồng thời giúp các nạn nhân và gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Có con gái nhiễm chất độc da cam, cuộc sống của gia đình bà Phạm Thị Hàng, ngụ tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Chia sẻ với gia đình bà, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Xuyên Mộc đã hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà xuống cấp, đồng thời hỗ trợ bà vay 20 triệu đồng để nuôi bò sinh sản. Nhờ cần mẫn chăm sóc, bà Hàng sớm hoàn vốn cho huyện hội, đồng thời vẫn còn hai con bò làm kế sinh nhai. Bên Hội nạn nhân chất độc màu da cam cũng hỗ trợ cho tôi được tiền xây nhà, cho vay vốn để nuôi bò, thế là ra để con tôi bây giờ cũng đỡ vất vả hơn trước, rồi đỡ khó khăn hơn trước, rồi có tiền để nuôi cháu bị nhiễm chất độc màu da cam. Là cầu nối giữa các tấm lòng nhân ái với nạn nhân da cam, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh đã vận động tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong đó, các cấp hội thực hiện trợ cấp thường xuyên và đột xuất, trao trên 11.000 suất quà, hỗ trợ nhà ở, vốn sinh kế cho gia đình nạn nhân da cam, với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Nhờ cái nguồn vốn của hội giúp đỡ cho gia đình tôi thì bữa nay là kinh tế là cũng tạm ổn. Cũng nhờ cái nguồn vốn đó mà mẹ con mới có mà vươn lên được trong cuộc sống. Kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10 tháng 8 năm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh cũng huy động nhiều nguồn lực, trao tặng 190 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Qua đó chia sẻ khó khăn, động viên khích lệ các gia đình ổn định cuộc sống. Tôi nhận được quà của các cấp chính quyền, của hội, tôi rất cảm ơn, rất vui vẻ, phấn khởi. Đời sống của tôi được ổn định hơn, tiền nhà rồi cũng được đỡ khổ nhiều. Để hướng về những người có hoàn cảnh khó khăn trong cái nạn nhân chất độc da cam, chúng tôi trực tiếp làm đó là một là xem xét lại tất cả cái hoàn cảnh khó khăn của những cái gia đình nạn nhân chất độc da cam, tiếp tục tài trợ về kinh tế cho họ. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục cho dây vốn để họ tiếp tục sản xuất. Và cái thứ ba, những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật thì chúng tôi tiếp tục cung cấp kinh phí để cho họ đi khám chữa bệnh trong cái thời gian mà đang khó khăn của họ. Chăm lo cho nạn nhân da cam là hành trình dài lâu, rất cần sự chung sức bền bỉ của cộng đồng xã hội. Và các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin bảo trợ xã hội luôn là cầu nối để những tấm lòng nhân ái cùng chung tay xoa dịu nỗi đau đớn thiệt thòi mang tên da cam.